Mình chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng Đông Cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương, thị trấn Cái Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Thì hôm nay em sẽ xả hàng ra một số cái đầu máy F4, F5 nè mấy anh em. Rồi em sẽ quay sơ lược cho anh em nha, tại vì hàng này nó về cũng còn nhiều nha. Nên xả là bớt giá rất là rẻ luôn. Thì xíu nữa em có báo giá, em có để dưới phần mô tả nha anh em. Mấy con F4, F5 nè, Giang Ma. Đây, mấy con này nghĩa địa về nha anh em. Một lát em sẽ đem ra em rửa vài con cho anh em xem nha. Rất là mới luôn, rửa là mới lắm. Con này là 4 ngựa, 5 ngựa rồi mấy anh em. Đó, để anh em mua về chạy bơm nước hoặc là chạy xịt rầy đồ đó. Chạy máy phát điện 2kg, 3kg rồi đó, 3-4kg, 5kg cũng được. Đây, khá là nhiều luôn nha. Còn mấy chục đầu, nên xả bớt cho anh em luôn. Rồi một lát em sẽ đem ra em test nổ một hai con cho anh em xem. Anh em nào thích thì cứ liên hệ Zalo với em, hoặc là kết bạn Zalo với em là em sẽ nổ test máy cho anh em xem. Đây là mấy anh em, đẹp đẹp không à? Máy bô e bô lửa đầy đủ, quay cái nổ bao hơi bao khói cho anh em luôn, chứ không phải giá rẻ mà không bao hơi bao khói nha. Đó, khá là nhiều. Đây, mấy con bình dầu màu, cái bình nước màu xanh là bình dầu màu đỏ là nó đó nha anh em. Tại em đứng ở trên đây đi hơi lung lắc nha. Đó, quá xa đẹp luôn. Mấy con đẹp đẹp không ha? Máy chất lượng 80-90% nha anh em. Đây còn một số trên đây nữa nè. Đó, dài trên đó. Nói chung còn khoảng 60-70 con máy. Lại đây mấy anh em đợi xíu, em sẽ đem máy ra em test cho anh em xem ha. Test một hai con cho anh em xem. Rồi em đem ra rửa một hai con anh em, để quay test nổ cho anh em xem về cái động cơ luôn. Đây, anh em nào mua thì kết bạn Zalo, em sẽ lựa con đẹp đẹp hơn chút ha. Máy chất lượng 80-90% anh em, đó vậy thôi, giá rẻ mà. Thì theo đời nha, nhưng mấy con F4 này là để anh em là 3,5 triệu một con, 3,5 triệu. Còn F5 là 4 triệu ha. Rồi còn F4 mà đời mới hơn á là nó xài nắp chụp cò nhớt. Nắp chụp cò nhớt nha anh em. Nắp chụp cò nhớt thì 4 triệu một con nha. Còn nắp chụp cò này thì 3,5 triệu. Nó còn rẻ hơn cái D6 Trung Quốc nữa mấy anh em. Mà cái thằng này thì chạy bỏ D6 Trung Quốc bỏ xa luôn. Đồ của Nhật nè. Đây là cái thông số của nó nè. Nói chung là tiếng Nhật không mà mình không có, anh em nào biết thì tiếng Nhật thì đọc ha. Máy thì nó đầy đủ bô e bô lửa hết nha anh em. Bu ly đồ đầy đủ như hình ha. Đây, Giang Ma 5.5 BS nè, tua 2000 nè, F5. Đây, con này là F4 mà coi nhiêu, F4 mà nó 4.5 BS, tua cũng 2000 luôn, tua 2000. Cái con này thì nó có cái bơm luôn anh em, nhưng mà bán máy thôi nha. Còn anh em nào mua bơm thì mua bơm tiền thêm ha. Lâu về được có bơm rồi, em sẽ nổ test máy cho anh em xem. Em sẽ nổ test máy cho anh em xem con F5 trước ha. Nói chung mà máy đã 80-90% thì chất lượng của nó như vậy thì quay là cái nổ à. Nên anh em cứ hình thấy hình là muốn nổ thì kết bạn Zalo em sẽ quay nổ cho anh em xem.
Đó, mấy con này là em đem đại ra đó. Nó ngoại hình nó như này nè. Còn những con nó còn mới hơn luôn. Tại con mình là để em quay cho. Anh Quang Quang, cầm cái điện thoại quay giùm em ấy. Quay để con F4 cho anh em xem ha. Em sẽ quay con F4 cho anh em xem để em tắt cái con này đi. Rồi em sẽ quay con F4 này cho anh em xem con này luôn. Con nào nấy nổ rất là ngon nha anh em. Con này thì nó chưa có cái bô nha. Anh em mua là em bắt đầy đủ rồi cho anh em chứ không có để vậy đâu. Tay rất là sập sình sình luôn. Tại nó không có bô ấm nên nó nổ thì nó nghe nó không được ấm không à. Nó la hơn. Đó, cái lô hàng này thì còn mấy chục con á. 3,5 triệu, 4 triệu một con. Rất là rẻ. Hàng là chất lượng đàng hoàng. Nhỏ gọn anh em, con này thì
nếu mà tháo bình dầu rồi bình nước ra nó còn chút xíu à. Anh em nào đã từng xài con máy này thì biết cái độ bền nó như thế nào rồi ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây luôn ha. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho em ha. Rồi em cũng xin nói rõ cho anh em luôn ha, là mình cửa hàng em bán là tiền phải chuyển đủ nha anh em. Anh em nào mua thì anh em là đã từng mua thì biết thủ tục anh em ha, tiền phải chuyển đủ cái số, thí dụ cái số nhỏ thì 3-4-5 triệu đổ lại thì phải chuyển đủ, còn cái số nào cao hơn thì chuyển 50% nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho em ha. Em xin chào tạm biệt mấy anh em.